Tuổi nào xây nhà trong năm 2022 Nhâm Dần được lộc trời cho, giàu sang vô đối. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, việc chọn tuổi làm nhà, chọn tuổi động thổ, chọn đất hợp tuổi để xây nhà là một việc vô cùng quan trọng. Năm 2022 Nhâm Dần, tuổi nào hợp để làm nhà, tuổi nào cấm kỵ, không được xây, hướng nào xây nhà được lộc trời cho, giàu sang phú quý. Quý vị hãy theo dõi video chi tiết ngay sau đây để biết được rằng mình có nằm trong tuổi may mắn xây nhà năm 2022 Nhâm Dần không nhé. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, dựa theo quy luật vận động của vũ trụ mà mỗi năm các thiên tinh bay đến từng phương vị khác nhau. Vì vậy, trường khí các thiên tinh gây nên ảnh hưởng trực tiếp đến vận đất, vận người từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ cũng khác nhau. Nắm được quy luật vận động của các thiên tinh và được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy nổi tiếng Việt Nam, đó là Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thể theo nguyện vọng của quý vị, khán giả muốn biết rằng năm 2022 xây nhà hướng nào tốt, chọn tuổi nào động thổ thì cát, xây nhà vào năm tháng nào, ngày giờ nào và rất nhiều câu hỏi có liên quan đến việc xây nhà trong năm 2022. Về việc chọn tuổi động thổ làm nhà, theo quan niệm dân gian, cần phải kiêng kỵ ba yếu tố, đó là kim lâu, hoang ốc và tam tai. Năm 2022 Nhâm Dần, có những tuổi sau đây xây nhà cực kỳ đại cát đại lợi, cứ xây là được lộc trời cho, giàu sang vô đối. Những tuổi nào không bị phạm vào kim lâu, hoang ốc, tam tai? Đó chính là những tuổi sau. Những người sinh năm 1953, tuổi Quý Tỵ, năm 2022 70 tuổi. Sinh năm 1955 Ất Mùi 68 tuổi. Sinh năm 1962 Nhâm Dần 61 tuổi. Sinh năm 1965 Ất Tỵ 58 tuổi. Sinh năm 1971 Tân Hợi 52 tuổi. Sinh năm 1974 Giáp Dần 49 tuổi. Sinh năm 1983 Quý Hợi 40 tuổi. Sinh năm 1989 Kỷ Tỵ 34 tuổi, sinh năm 1998 Mậu Dần 25 tuổi và cuối cùng là những người sinh năm 2001 Tân Tỵ 22 tuổi. Những tuổi này xây nhà đại cát đại lợi, được lộc trời cho, giàu sang vô đối bởi không bị phạm vào kim lâu, hoang ốc, tam tai trong năm 2022 Nhâm Dần. Bên cạnh đó, hai tuổi làm nhà cực xấu năm 2022, đó chính là những tuổi sau. Sinh năm 1972, Nhâm Tý, 51 tuổi. Sinh năm 1984, Giáp Tý, 39 tuổi. Những tuổi này bị phạm phải cả kim lâu, hoang ốc và tam tai nên xây nhà cực kỳ hung họa khó lường. Bên cạnh đó, có những tuổi bán cát, bán hung xây nhà trong năm 2022 Nhâm Dần cần phải lưu ý. Để việc xây nhà được cát lợi, cần phải tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy về việc chọn tuổi, mượn tuổi động thổ, chọn ngày lành tháng tốt để động thổ cất nóc. Trong thời gian này, thầy Gia Cát có hỗ trợ tư vấn miễn phí về việc động thổ xây nhà cho quý vị tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài. Để đặt lịch tư vấn, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ trợ lý của thầy để lại ngày tháng năm sinh và hướng nhà. Đội ngũ trợ lý sẽ liên hệ lại và xếp lịch gặp thầy vào một ngày sớm nhất cho quý vị. Như quý vị đã biết, bên cạnh việc chọn tuổi động thổ thì việc xét hướng đất có tốt hay không cũng hết sức quan trọng. Đất được vận thì tuổi nào xây cũng tốt, mà đất không được vận thì cấm kỵ không xây bất kể bạn tuổi gì. Vì xây nhà là xây trên đất, cho nên việc lựa chọn được mảnh đất phù hợp là hết sức quan trọng. Vậy trong năm 2022 Nhâm Dần, những hướng nào sau đây xây nhà tốt nhất, cứ xây xong là ăn lộc trọn đời? Được sự cho phép của thầy Gia Cát, hôm nay Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị những hướng đại cát đại lợi xây nhà trong năm 2022 Nhâm Dần. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài phân tích để biết được trong năm nay mình có xây nhà được hay không. Một, hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm, Tý, Quý từ 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao Nhất Bạch tài tinh đáo đến hướng. Sao Nhất Bạch là sao tham lang, hiệu Văn Xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng. Kẻ sĩ gặp nó ắt được lộc của nó, người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà.
Đây là đệ nhất các thần. Nhất bạch lại là quan tinh. Nếu nó đương vượng thì khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai thông minh trí tuệ. Nhất bạch gặp phương bắc là tỷ hòa, nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về văn. Nếu suy thì dễ bị bệnh về máu, nghiện ngập hoặc chìm đắm trong tửu sắc. Vậy nên với những nhà hướng bắc, trong năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý. Đồng thời, tại phương vị này trong phòng khách cũng nên đặt một tháp văn xương để kích vận, nghênh sao nhất bạch, giúp cho đường quan vận và học hành của những người trong gia đình được hanh thông, may mắn. 2. Hướng Nam gồm có Ba Sơn, Bính, Ngọ Đinh từ 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa tí hướng ngọ bị phạm vào tam sát. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư thì tam sát được giải thích là tam sát được chia làm ba dạng, tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát thì tất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận trong năm. Cũng dễ vì thế mà gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng nam trong năm nay xây mới cần phải hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. 3. Hướng Đông gồm có Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất từ 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa dậu hướng Mão bị phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của bạn. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh nên trường khí của nó rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy đo kỹ lưỡng rồi liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. 4. Hướng Tây gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu Tân từ 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần bị sao Thất Xích phá quân ngự trị. Thất Xích là sao phá quân, còn gọi là tặc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh, nên cẩn trọng khi lập tinh bàn chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng. Nếu suy thì trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận, bị giam cầm. Gia đạo không yên, có thể vì hỏa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tửu sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động, động thì điều xấu càng nhiều. Nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba thì nguy hại càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích, nên khi quý vị xây dựng nhà cửa cũng cần phải hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và gia đạo của gia đình bạn. Trong trường hợp các bạn đang ở trong nhà hướng Tây, cần phải treo trước cửa nhà một pháp khí phong thủy mai hoa phú quý để hóa giải. 5. Hướng Tây Bắc gồm có Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi từ 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần có sao Lục Bạch tài tinh đáo đến hướng. Lục Bạch là sao Vũ Khúc, là cát tinh. Khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao Lục Bạch nếu vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đạo giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử thì sống cô độc hoặc chết trong binh đao, người nhà thường quá vợ, có nhiều quả phụ. Lục Bạch gặp Nhất Bạch là sinh xuất, nếu vượng thì quan vận thuận lợi hanh thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt, nếu suy thì quan lộc tuy không giảm nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu hoặc gặp tai nạn sông nước. Như vậy tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hanh thông thuận lợi. Còn những người đang ở hướng Tây Bắc cũng nên treo trước cửa một pháp khí phong thủy mai hoa phú quý để đón cát tinh hóa giải hung tinh của năm. 6. Hướng Đông Bắc gồm có Ba Sơn, Sửu, Cấn, Dần từ 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa thân hướng Dần bị phạm vào Thái Tuế, Mậu Kỷ Đô Thiên.
những nhà tọa mùi, hướng sửu bị phạm vào tam sát. Đây là ba đại kỵ lớn khi xây nhà mà các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải hoàn toàn miễn phí. 7. Hướng Đông Nam gồm có Ba Sơn, Thìn, Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa hợi hướng Tỵ bị phạm tam sát không nên xây mới hay sửa chữa, còn những nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Tuất hướng Thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn và bình an nhất cho mình. Số 8. Hướng Tây Nam gồm có Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Dần hướng Thân bị phạm vào tuế phá, nhà tọa Sửu hướng Mùi bị phạm vào tam sát. Đây là ba sát tinh lớn hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn là không nên. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022 này. Như vậy, năm 2022 Nhâm Dần, về tổng quan, có rất nhiều hướng nhà xây mới và sửa chữa được. Những nhà mà năm 2021 không xây được thì năm nay hoàn toàn có thể làm được. Vậy nên biết trước được điều này, thầy Gia Cát đã đưa ra lời giải đáp cho quý vị để quý vị yên tâm chuẩn bị cho mình một kế hoạch xây được nhà chu đáo và trọn vẹn nhất. Để việc xây dựng được hanh thông thuận lợi may mắn, từ ngàn đời xưa, các cụ nhà ta ngoài sử dụng xem ngày giờ động thổ, còn sử dụng phương pháp chấn trạch chi bảo trong phong thủy. Chấn trạch chi bảo có ý nghĩa đảm bảo cho căn nhà, cơ quan được vững vàng, người sống trong nhà được bình an, thịnh vượng. Việc chấn trạch còn có mục đích giữ nhà, xua đuổi tà ma, chiêu phúc đến cho gia chủ, chặn những điều không tốt vào trong nhà, giúp cho những người ở trong nhà được bình an, may mắn, thâu thu tài lộc. Ngoài phương pháp chấn trạch chi bảo, thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cũng tư vấn thêm cho gia chủ sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phúc chủ để tăng cát khí cho ngôi nhà. Trong trường hợp gia chủ ở nhà không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, ngũ quỷ, lục sát, tuyệt mệnh, ngoài sử dụng phương pháp chấn trạch trên, gia chủ cần phải treo trước cửa một chiếc gương bắt quái tinh cầu và pháp khí phong thủy mai hoa phú quý để hóa giải. Trên đây được sự cho phép của thầy Gia Cát, phong thủy Gia Cát đã hướng dẫn cho anh chị việc tính toán về xây mới và sửa chữa các hướng nhà trong năm 2022, cũng như việc hóa giải khi ở trong nhà không hợp hướng. Việc xây nhà và lựa chọn thời điểm, chọn năm, tháng, ngày, giờ động thổ là hết sức quan trọng. Ngoài việc xem hướng nhà và xây có được hay không, chúng ta còn phải xem tuổi nào xây thì cát nhất, tuổi nào không được xây. Để được tư vấn chi tiết cụ thể, anh chị hãy gọi điện trực tiếp đến số hotline của chương trình. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ anh chị tốt nhất về xem ngày động thổ và tư vấn về bố trí, bố cục và nội thất hợp phong thủy để hóa giải những hung họa bất ngờ ập tới. Hoặc quý vị cũng có thể đặt lịch trực tiếp gặp thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ kênh Phong thủy Gia Cát trong suốt thời gian qua. Anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào quả chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất về phong thủy, tử vi, tứ trụ bát tự và những kiến thức tâm linh mới nhất giúp cho chúng ta có cuộc sống tốt hơn. Hẹn gặp lại quý vị và anh chị trong những đoạn video tiếp sau.